Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến tháng 3 năm nay, tỉnh Đắk Nông đã có 8 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC phê duyệt. Việc cấp mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhằm đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Đón nhận tin được cấp giấy chứng nhận mã số vùng trồng cho 17 ha sầu riêng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ông Nguyễn Ngọc Trung, chủ trang trại sầu riêng Gia Trung, xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa vô cùng vui mừng, bởi từ nay hàng trăm tấn sầu riêng của trang trại được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Muốn làm được cái mã vùng trồng thì anh phải tập huấn, mà tập huấn ở đây phải có hồ sơ đầu vào và đồng thời cũng có bài kiểm tra, và cái thứ tư nữa là quản lý dịch hại, sinh vật gây hại và dịch bệnh theo quy trình. Thí dụ như đây tôi xài Việt Gáp thì theo quy trình Việt Gáp, mà đồng thời cũng theo quy trình của anh Hải quan Trung Quốc anh quy định đó. Thí dụ những cái thuốc ảnh cho xài, những cái mà ảnh không cho xài mình không nên xài. Cũng đón nhận tin vui này, ông Nguyễn Văn Luyện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 7 Ngũ Hiệp, thành phố Gia Nghĩa cho biết, để được cấp mã số vùng trồng, ngay từ khi trồng sầu riêng, doanh nghiệp đã chăm sóc vườn cây theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Toàn bộ khâu chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh được quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ, nói không với hóa chất độc hại. Để cho bên hải quan xác nhận mã vùng trồng mình phải làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Là cứ không xài thuốc hóa học nhiều, chỉ xài sinh học thôi. Như mình làm thì những cái 7 côn trùng đó thì mình sẽ có đo lấy định vị tọa độ luôn cho bên kia họ nhìn họ thấy. Cái công đoạn làm hoa làm trái thì mình cho công tuyển. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, các cá nhân, đơn vị được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 7 Ngũ Hiệp, thành phố Gia Nghĩa, mã số VN-DINO 0024, trang trại Gia Trung, thành phố Gia Nghĩa, mã số VN-DINO 0029, hộ sản xuất Nguyễn Thanh Hoàng, huyện Đắc Min, mã số VN-DINO 0039, trang trại sầu riêng Mai Hoạch, thành phố Gia Nghĩa, mã số VN-DINO 0038. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Vina German, huyện Đắk Sở Lấp, mã số VN-DINO 0037. Doanh nghiệp tư nhân Toàn Hằng, huyện Đắk Sở Lấp, mã số VN-DINO 0030. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Hai Giang có 2 mã vùng trồng, tại huyện Đắk Sở Lấp, mã số VN-DINO 0028 và tại huyện Đắk Song, mã số VN-DINO 0027. Tất cả vùng trồng đã đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt và đảm bảo các điều kiện vệ sinh vườn trồng, áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp, phải lưu trữ hồ sơ giám sát và kiểm soát sinh vật dịch hại để cung cấp cho cơ quan hải quan hai nước khi có yêu cầu. Ngành nông nghiệp đã xây dựng những cái văn bản đã hướng dẫn chi tiết cụ thể cái quy trình, các bước thực hiện và các cái tiêu chí tiêu chuẩn đảm bảo được cái điều kiện của nhà nước nhập khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Chi cục đã bố trí hai cái bộ phận chính, đó là phòng trồng trọt và phòng bảo vệ thực vật, là trực tiếp tham gia cử cán bộ về chuyên môn cho đi đào tạo về hướng dẫn về cái các cái bước làm hồ sơ, lập hồ sơ để mà hình thành mã vùng trồng. Trên cơ sở có cái học tập huấn đó về, bắt đầu triển khai trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thống kê tỉnh Đắk Nông có hơn 6.000 ha sầu riêng, trong đó trên 2.000 ha đang cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 12 tấn trên 1 ha, sản lượng trên 24.400 tấn. Để việc xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc được thuận lợi, bền vững, giải pháp hiện nay được ngành nông nghiệp các địa phương thực hiện là quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các cá nhân, đơn vị được cấp mã số, tăng cường hướng dẫn và giám sát vùng trồng, kiểm tra kiểm dịch thực vật chặt chẽ đối với những lô hàng từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã có mã số do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp, bảo đảm tuân thủ đúng quy định. Và sau khi đánh giá thì người ta có các cái tờ khai kỹ thuật để tổng kết lại cái diện tích. À, sau đó thì các cái công ty hoặc là hỗ trợ cho người ta về các cái thủ tục đệ trình lên cái đơn vị quan trọng nhất, đó là Chi cục Bảo vệ Thực vật. Và Chi cục Bảo vệ Thực vật sẽ trình lên Cục Bảo vệ Thực vật. Thì Cục Bảo vệ Thực vật sau khi đã đánh giá lại một lần thì lúc đó người ta mới cấp mã số vùng trồng. Nhưng cái việc này mới ở Việt Nam, còn bên Tổng cục Hải quan người ta sẽ kiểm tra một lần nữa.
chỗ xuất nhập khẩu người ta sẽ kiểm tra một lần nữa, và nếu đạt thì lúc đó cái mã số vùng trồng mới được đi vào. Ngoài tỉnh Đắk Nông, tính đến cuối tháng 12 năm 2022, cả nước đã có 2 đợt cấp mã và được phía Trung Quốc cấp tổng cộng 113 mã. Con số này được Cục Bảo vệ Thực vật dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, bởi hiện có khoảng 300 mã đang trong quá trình kiểm tra trực tuyến để hoàn thiện thủ tục. Được cấp thêm mã vùng trồng, sầu riêng Đắk Nông nói riêng và Việt Nam nói chung chắc chắn sẽ rộng đường hơn khi xuất sang Trung Quốc, giúp nông sản Việt giữ được đà tăng trưởng xuất khẩu.